Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái từ trái nghĩa thông dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đơn là gầy, hoặc là nếu nói về cuốn sách thì mình nói là mỏng. Dick có cái mình hiểu là phô pháp hay đúng không, hoặc là dày. Swa là nặng. Lịch là nhẹ. Snail, cái con thỏ ấy nó chạy sẽ rất nhanh mà. Snail. Tiếp tục đến con rùa. Langsam. Lệch, có nghĩa không có cái gì cả. Trống rỗng, túi trống rỗng không còn có tiền. Còn đây là cái ví thì để lòi cái tiền ra đây đúng không? Full, có nghĩa đầy. Arm, có nghĩa là nghèo, không có tiền thì túi trống không nghĩa là nghèo. Còn đây là rag, là giàu. Có nhiều tiền là giàu có. Mori, đẹp, xinh đẹp. Lây lực là xấu, mà cũng không, chúng ta cũng có thể dùng là xấu tính, cũng có thể dùng là lây lực hoặc khờ mên đều được. Dicht là cái phong bì nó vẫn đang được đóng đúng không, trong trạng thái dicht là đang đóng, bây giờ mở ra đây này. Open on là bật lên ấy, bật ví dụ như bật đài hoặc bật tivi ấy. Out là tắt đi, tắt tivi đi, tắt đài đi, tắt máy tính đi. Kaput là bị vỡ, bị tan nát, bị vỡ ra. Hell có nghĩa là vẫn còn nguyên vẹn, tình yêu còn nguyên vẹn, còn cái kia là hai nửa trái tim, là tan nát, đã bị vỡ, tan vỡ. Blithe là vui vẻ, vui. Bedrückt, buồn. Nhiệt độ lên cao thì sẽ có từ hate, nóng. Cold, lạnh. Cậu bé làm gì đây?
Gevaarlijk có nghĩa là làm những cái việc nguy hiểm, việc gì đó nguy hiểm. Chơi môn thể thao đó là nguy hiểm, là gevaarlijk. Và bây giờ chơi môn này thì sẽ gọi là veilig, có nghĩa chỉ chơi ở cái nền thôi mà không có gì nguy hiểm cả. Và cái người bố này thì chúng ta dùng là lang, còn cái đứa trẻ nhỏ này thì là cot. Cái người cha thì là groot, lớn, và trẻ nhỏ, klein.